kính vâng biển trung ở xa về này các tỷ kheo ta sẽ thuyết và phân tích cho các ông về lý duyên khởi hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm ta sẽ giảng thưa vâng bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn dạy như sau này các tỷ kheo thế nào là lý duyên khởi này các tỷ kheo vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc duyên sau sư duyên suốt suốt duyên thọ thọ duyên ai ai duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên già chết sầu bi khổ ưu não được khởi lên như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ ung này. Và này các tỷ kheo thế nào là già chết bất cứ cái gì trong các chủng loại chúng sanh được gọi là tình trạng sự già cả sự già cội tình trạng răng long tình trạng tóc bạc tình trạng da nhăn tuổi thọ tiêu mòn các căn cằn cội đây gọi là già bất cứ cái gì trong các chủng loại chúng sanh được gọi là tình trạng tạ thế tự lìa đời thân hoại sự vong mạng sự chết chóc sự tử vong sự hoa vàng sự tan ra của năm muộn sự bỏ xác sự chấm dứt của mạng căn đây gọi là chết như vậy đây là già đây là chết này các tỷ kheo đây gọi là già chết và này các tỷ kheo thế nào là sanh bất cứ cái gì trong các chủng loại chúng sanh được gọi là tình trạng sanh ra sự sanh thành sự chào đời sự xuất sanh sự xuất hiện của năm uẩn sự có mặt của mười hai xứ này các tỷ kheo đây gọi là sanh và này các tỷ kheo thế nào là hữu này các tỷ kheo có ba hữu này dục hữu sắc hữu vô sắc hữu này các tỷ kheo đây gọi là hữu và này các tỷ kheo thế nào là thủ này các tỷ kheo có bốn thủ này dục thủ kiến thủ giới cấm thủ ngã chấp thủ này các tỷ kheo đây gọi là thủ và này các tỷ kheo thế nào là ái này các tỷ kheo có sâu ái này sắc ái tình ái khí ái vị ái xúc ái pháp ái này các tỷ kheo đây gọi là ái
Và này các tỳ kheo, thế nào là thọ này? Các tỳ kheo có sáu thọ này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhị xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý chúng sanh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là xúc? Này các tỷ kheo, có sáu xúc này: nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Này các tỷ kheo, đây gọi là xúc. Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu xứ: nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sáu xứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là danh sanh? Thọ tưởng tư xúc ta ấy, đây gọi là danh tứ đại. Và các thứ ấy đại sinh, đây gọi là sắc. Như vậy đây là danh, đây là sắc, đây gọi là danh sắc. Và này các tỳ kheo, thế nào là thân? Này các tỳ kheo, có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các tỳ kheo, đây gọi là thức. Và này các tỳ kheo, thế nào là hành? Này các tỳ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỳ kheo, đây gọi là hành. Này các tỳ kheo, thế nào là vô minh? Này các tỳ kheo, không rõ biết khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỳ kheo, đây gọi là vô minh. Như vậy này các tỳ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sâu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ ưu não được khởi lên. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uống này, chính do sự chấm dứt vô minh một cách diệt để nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu thứ diệt, do sâu chư diệt nên chuốc diệt, do chuốc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thú diệt, do thú diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự chấm dứt của toàn bộ khổ